Chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Thì hiện mấy đứa cháu đang có mặt tại khu vực của đây là ấp Lai An thuộc xã Bình Tân, huyện Hồn Tây, tỉnh Tiền Giang. Nghe đây là cái chùa gì? Nhà vuông nằm đó đó cô chú anh chị. Mấy cháu mình cũng bắt khu này mấy con rắn hổ sáp rồi. Nhà cháu chú Tư nè. Nhà cháu chú Tư ông chỉ mình đi đường nào chú Tư? Chạy xe chổng không hả? À. Dạ. Đâu chú Tư? Tông trùng bò luôn hả? Trên này nè. Mét trên hả? Chú Mười ấy cầm con cá ba lôn đi. Chà. Ngồi nhà luôn hả? Tại sáng mình uống cà phê chú chạy ngang chú hú mình xuống. Mình thấy mấy cái trứng rắn. Trời ơi. Trứng này trứng hấu dện hay hấu ngựa chú bảy? Trứng là con rắn giáo không? Không, trứng là trứng hấu dện luôn hả chú bảy? Dện luôn. Con trứng, con rắn nó bự không nội ơi. Rắn này trứng rắn, rắn chà bá luôn hả? 3 bữa rồi. Nó nở rồi, chuột vô nó bươi ra, vậy là con rắn nó đi ra ngoài rồi, nó nằm hang này nè. Vậy là bữa ông chính ông chỉ con cái da con rắn hấu dện chắc nằm đâu dưới đây quá. Tại nhà của ông gì nè, ba của ông Đồng nè. Ba cái máy về một nồi luôn, nó ba cái máy này về ăn cả sớm luôn. Nó chứ rắn bự mình ăn chừng 2-3 cục là nó ngán à, ăn nó có nhiều đâu. Đây khu vực này rắn cụ còn nhiều rồi đó. Mười mấy trứng á, 2-3 trứng vậy. Trứng này 2, 4, 5, 6, 7, 8 trứng. Cô trứng hổ dọa nó bự dày nè. Trứng hổ dện này, cái trứng hổ dện nó nở ngộ chứ bảy. Thường thường không thấy nó cặp mé mà ta. Nó nứt đâu nở đó chứ. Trứng nào như trứng nấy nè. Cái dấu chân nó vào. Phóng ra cái là mất tiêu luôn á. Rắn có rắn. Rắn biết bự nhỏ đây. Thấy nó chưa? Tới luôn đi, tới luôn đi. Cái khu này là lý do sao còn rắn không? Không có ai đặt bẫy á. Nếu mà đặt bẫy là tan nát hết rồi. Nhỏ quá, nhỏ phóng xanh luôn. Mất luôn rồi. Coi chừng nó qua mấy cái hàng bự ra rồi tiêu luôn ha. Qua thiệt cái gì đó. Trời.
Hello. Ủa? Nói đi kiểu kiểu gì? Rắn rắn chú mười ơi. Rắn nè. Rắn nè, xuống đây coi biết liền à. Khổng lồ luôn. Lên đâu vậy? Con nó quẹo đâu rồi? Mất tiêu luôn rồi. À, qua đây nãy nó có hang ở đây nè. Nãy thấy đuôi thoát ra rồi. Cũng đâu luôn. Mẫu kỳ vậy. Lướt qua đây mà thôi. Đào ra biết liền à, giờ chưa có bật mí được. Cho anh em tên mạng xem hồi hộp. Mới sáng có rắn là mọi người. Ừ đúng rồi. Bắt hết ráo luôn, mới có 12 tuổi à. Vậy mà còn quay lên nữa, nó dẫn em dâm còn quay lên. Tù một đám luôn. Đây 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 đây. Ê bự mẹ. Trời ơi, đáng gì chú bay đi. Bự nghe coi chú anh chị. Đó. Ủa còn rắn đầu tiên, rắn hổ hành. Được nồi cháo rồi đó. Lâu lắm mới thấy được con hổ hành. Được túi luôn. Mới sáng à, có một con. Có mùi rắn vô túi rồi, có lý kìa. Chưa cần cho cô chú anh chị xem con rắn đâu nhiều nè. Chút xíu chừng nào có nổi đi mình cân được luôn. Chà mấy cái bòi này cao ghê chú bay. Nguyên vàng mai bên kia nóng lạnh thấy không? Nguyên vàng mai bán ra tiền tỷ không? Giấu hay gì nãy giờ? Mồ hoài vậy? Mới không? Mới chụp sảy con rau. Đâu? Dưới đâu cỏ mà dưới. Chạy dưới đâu cỏ bó tay nó. Mới sáng ra đào cái hang thứ hai rồi cũng được con rắn rồi đó. Mùa sinh trở lại rồi. Mất mùa sinh nữa rồi. Không luôn hả? Rồi cái hang. Mày mà chuột mà mấy con cỏ cản đường này nó đẩy hết. Rồi cái hang đi cỏ dẹp lép thôi, dẹp qua mé luôn. Mé luôn. Vậy sao đào? Bỏ tay vậy. Bỏ đi. Vô nghe hàng rào người ta làm vậy nè cô chú anh chị. Ui da. Trời ơi, giống mới tinh luôn. Thiệt tình. Hàng trống lỏng luôn. Kỳ vậy ta, mấy rắn này ở ngặt chứ trời. Thiệt ngặt đúng không? Dấu quá trời dấu luôn vậy mà. Rắn này bự lắm nè. Rắn này bự lắm á. Thử trong cốc ra được nữa. Sắp lại. Con dọn trời ơi, nó nằm trong hàng rào của chú anh chị ơi. Chà bá, con dọn luôn, mình quay không thấy được rồi.
Trời ơi, nó ra hoài chú Mười ơi. Mình tắt máy cái cô chú anh chị ơi. Hồi nãy đứng ngay, nó nằm ngay cái cột chú, cô chú anh chị. Nó đi qua bên kia chú Mười chặn đầu, nó quẹo ngược xuống lùm này. Mà bây giờ không biết làm sao mấy cháu mình. Bây giờ sao đây nè. Căng thiệt căng chứ. Sao không ai dép vô chú Bảy? Giờ anh trà báo giờ ký mấy luôn á. Nó bò vô lùm này nè, nhưng mà nãy giờ con chú Mười đứng chặn đây rồi. Bây giờ nè, chú Bảy chú Mười đứng đây đi. Không không, chú Bảy chú Mười đứng đây. Con dậm con đi tới luôn dậm. Nó nếu mà lòi lên thì chụp nó luôn. Chứ giờ. Cắt đi. Chú Bảy xuống cắt đây nè chú Bảy, cắt lùm này nè. Rồi bây giờ mình để mấy cháu mình dí bắt con vợ này của chú anh chị, nó bự lắm. Đi đó thì sợ không có ai đứng cạnh đây. Bởi có hai chú cháu. Từ nãy giờ
Cây đào bệnh hoài hết luôn hả? Đó, cây đào bệnh hoài hết luôn hả? Trời ơi, nửa tiếng đồng hồ luôn. Quăng quay nửa tiếng đồng hồ luôn, không thấy gì luôn. Anh nói mà nếu không thì chặn đầu, anh lát cảnh đi lan qua đám cỏ này dọc xuống này. Xuống đây dọc ra hoài. Đã mình thấy là mình dí nó liền mà. Trời ơi. Thiệt. Dí mấy cháu dí mệt như chó luôn. Dí đúng nửa tiếng đồng hồ luôn. Quăng nguyên cái đám này luôn cô chú anh chị. Mất tiêu à. Phải thưa nó thưa thưa đã. Thưa được, quá vậy. Thì đâu mấy lớp ở dưới rừng mà chỉ cái rừng lớp 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 tầng 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 vậy. Cái này có con bé phá được dạ, mà dạch xì chút mũi luôn mà dạ anh không thấy ngồi dạ, ngồi lớp dạch luôn đó mà. Ờ chú Mười thấy tên cây cột thứ hai nó băng tới đó, cái băng xéo qua bên kia, cái chú Mười dí chặn đầu qua cột cái thứ nhất này nè, nó vẹo ngược xuống đè, vẹo ngược xuống đè rồi hai cháu không dám đừng đứng im re luôn, chờ chú Bảy lên dạch chú cột nó tẩu bay đâu mất tiêu. Ôi ơi trời, ổn thiệt ổn. Dạ anh trắng nổn rồi. Dạ anh chập ba nữa luôn. Tôi nghe kêu là tôi biết dạ anh ở ngoài rồi, tự dưới. Đang đào hàng dưới nữa. À, không, có dấu không? Cái lỗ dùi đào vô dấu còn ngon lắm. Chứ quay dưới tiếp. Ôi. Cái lỗ dùi á này nó bự à. Có con cốt xuống tới phụ nè mà lúc cột nó mất tiêu. Tiêu. Tự dưới chạy anh đây muốn ngáo rồi, đã vậy. Dạ, dạ, vậy ra áo luôn. Đã vậy còn bị nhảy rào nữa. Cái hàng rào nhà này cô chú anh chị. Mà tin không? Thấy một rắn rồi một cái ha. Tắt cái máy một cái liền, cầm cái cạch tắt cái máy là ào luôn, phóng cái dêu qua luôn. Mà thường thường là lỡ mà kêu mà, tự nhiên mà leo lên thử coi, leo chậm rì luôn á, hút đi. Rồi ngồi nghỉ mệt Tăng lì đi đào tiếp cô chú anh chị ơi. Sáng giờ được con hổ hành nè. Này con này bắt không được nè. Buồn quá. Nghe cái bờ rào dưới đó đó có con rắn nữa đó. Ăn nãy hả? Còn không? Làm bạn con đang gỡ gạt cái đấy, kia. Gỡ. Nó kêu tả là đây phải nhét bởi chứ sao. Gỡ gạt cục quê. Cục quê tới rắn bắt không được. Chưa từng thấy sẽ đóng chi vậy ta? Mày chọn. Mày chọn cây có nó chạy cho mày. Cái này lại giống ngon. Làm lại dọn này khủng cái ai. Phóng lại chiên ra ra nó cặp bà cỏ này anh. Thiệt tình cũng dọn tên đó. Lấy về lấy cho lúa về làm dính ổn nó cháo. Ở đây sơn chơi. Giờ con rắn nó rảnh mà kêu không phải em chạy từ đây lên dưới tảnh đồ muốn chịu chết luôn. Sao mà? Đây em tảnh 500 mét luôn á. Chạy mà từ dưới đây mà chạy lên tới tảnh muốn nhiễu luôn. La rồi chú Bảy không nghe rồi, không biết khế nào con rắn nằm hoài tung cũng chạy liền. Không sao chạy em tảnh bắt không được luôn. Rắn nằm hoài không nhét ha. Nếu còn kén xi beng luôn, bóng lưỡng luôn.
giờ không? Trời ơi, sáng trưng rồi. Nắng luôn. Sáng trưng chứ mùi bến luôn rồi. Nản luôn. Quê luôn. Sáng giờ sấy hai con rắn, một con rắn ráo, một con hô dọn chà bá luôn. Quê quá, lại đào cái hang chú Bảy con không có rắn luôn. Bây giờ về luôn, không đi nữa. Quê rồi. Để chút xíu vô tôn tới xe đi, mình bắt hô hành ra, mình cân cho cô chú anh chị xem coi được bao mấy lạng. Bữa nay không hơn nè. Bữa nay không hơn rồi. Quá wow, trời quá đất kỳ cục. Bữa nay chưa gì đâu mà có cân sảy không. Bữa nay đỏ đi rồi, đen ở dạ. Lại dạch cái đống cỏ khạc ra cục nào cũng lấy lên thì nghi luôn. Ngồi bắt con rắn hổ ngựa ổ lộc hậu hành là mình cân cho cô chú anh chị xem cái con này được nhiêu. Quá wow. Chỉ tư à? Chịu chi sáng giờ bị gì không biết luôn, bị gì toàn là sảy không à. Năm lạng 10 gram. Thôi mệt quá. Con này được 4 lạng cô chú anh chị. Kệ đó, nhiều. Giờ có ra mừng lên. Rồi, thôi thiệt cái tình phải bắt được con hổ dạnh đó mà ngon lâu, luôn rồi. Lâu gặp hổ dạnh đi ăn bắt con không dính. Thường thường hơn ta dữ lắm mà ta. Đâu có tại con rắn nó mới lý do sợ. Nó ngặt quá nha. Ngặt ngay cái hàng rào. Quá ngay cái hàng rào hai chú cháu mình đứng ngó cũng không làm gì được đó. Nếu mà chỗ này không có hàng rào có cửa tắt. Ôi trời. Thôi rồi, mấy cháu mình chuột về luôn. Nói chứ giờ này đứng bóng này cô chú anh chị nè, nhìn cái bóng chú Bảy đứng bóng luôn thấy không? Mà, đứng bóng luôn rồi. Mà tao nói ra biết mấy giờ rồi. Tao nói rắn mà bắt không được rồi là nản là hết rồi. Hết muốn đi luôn. Thôi nên chứ tại nói chứ đâu phải là muốn dễ bắt đâu cô chú anh chị. Mình thấy trước mắt kìa đó, nhưng mà nó lủi xuống lùm rồi khó bắt. Nhiều khi quầy trống vậy thì không nói gì. Đứng cơ mắt nó nhìn nó lủi xuống. Nhìn nó lủi rồi chứ rồi mình vô mình kiếm cũng bó tay luôn. Mấy cháu mình quần nó 45 phút á. Là mình lúc mình tắt máy là nửa tiếng là mình quần nữa đó. Nó cột mất luôn. Rồi mình xin phép dọt về kết thúc clip này đây luôn. Rồi chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Hẹn cô chú anh chị clip sau. Clip này thì được con hô hành 4 lạng thôi.